Em chào các anh chị, em là Lan Rừng Thủy Cai. Hai số điện thoại để các anh chị liên hệ đặt hàng với nhà em đó là 0866189566 các anh chị nhé. Nhà em thì sẽ có hai Zalo, các anh chị có thể nhắn tin qua hai Zalo đều được. Cả hai Zalo thì hàng ngày em đều chia sẻ những cái bài những cái video bán hàng ạ. Và địa chỉ cửa hàng của nhà em là số nhà 40, ngõ 291, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Anh chị có thể đến trực tiếp cửa hàng của nhà em để chọn hàng nhé. Em xin giới thiệu với các anh chị, đây là một lô kiều tím hàng mới về xong. Hàng rừng thì đương nhiên cái lá nó cũng sẽ có xước sát một chút xíu, nhưng mà hàng mới về rất là tươi. Có cả những cái giò to, có một cái có 2-3 cái giò rất là to, thân nó cao. Thân cao này, và cũng có cả những cái hàng thân nó lùn hơn đấy. Các anh chị thích lấy hàng như thế nào thì em sẽ nhặt cho các anh chị hàng như vậy nhé. Và em bán với giá là 350.000 đồng một cân kiều tím, em bao cước từ một cân. Các anh chị lấy một cân em mới bao cước được nhé các anh chị ơi, chứ còn dưới một cân là em không bao cước được đâu ạ. Các anh chị có thể mua lẻ theo lạng, theo bó cũng được, một bó thì sẽ là 70.000 đồng. Vương miện rồng xanh, hàng lá biên, hoa biên và nụ cũng biên luôn. Hàng thì đang có nụ, có những cái chậu nó đang có hai ngầm nụ, đa số là đang có hai ngầm, thì có thể là những cái chậu nó đã nở một ngầm hoa như thế này, nó đã hơi nở một ngầm hoa như thế này. Em sẽ giảm giá xả hàng luôn với giá là 250 một chậu và bao ship cho các anh chị. Còn những cái chậu mà nó còn hai cái ngầm nụ chưa nở hoa tí nào thì sẽ là 290 một chậu và em bao ship các anh chị nhé. Vương miện rồng xanh thì hoa nó rất là đẹp các anh chị ạ, mặt hoa của nó rất là đẹp luôn, hoa cũng biên luôn các anh chị nhé. Em còn hai chậu tiểu kim lâm cũng là cái dằm lá biên, thì ở đây nó đang nhú cái những cái không biết đây là cái nụ hay là cái mầm mới các anh chị nhé, nhưng mà nó đang nhú lên như thế này. Đó, em bán tiểu kim lâm với giá cũng xả hàng luôn 260 một chậu bao cước. Hoàng nhạn lá mít, hàng đã thuần như thế này, những cái chậu nói chung là bây giờ thì những cái cây nó cũng sẽ hơi lỗi một chút xíu, có thể những cái cây nó lỗi nhiều một chút xíu như thế này, mất lá chân họ và sứt lá, lại là những cái chậu bây giờ em sẽ xả hàng luôn với giá là 120.000 đồng một chậu hoàng nhạn tháng 4. Cái hàng lá mít này, những cái chậu một cây nhá, 120.000 một chậu, và lấy hai chậu em mới bao ship cho các anh chị được. Còn những cái chậu mà nó có 3 cây như thế này, giá cũ của em là 301, hôm nay em cũng sẽ xả hàng luôn với giá là 220 một chậu, lấy hai chậu em bao ship các anh chị nhé. Đấy, cũng còn vài chậu thôi. Garden Sunray, nó là một mặt hoa đẹp, rất là sai hoa, bông to, mắt to. Dòng hoa này cũng rất là bền. Và hiện tại Garden Sunray nó đã thắt ngọn, đang trong cái quá trình xuống lá để chờ hoa như thế này rồi. Em bán với giá xả hàng luôn 100.000 đồng một chậu Garden Sunray, lấy hai chậu bao ship. Damari em cũng chỉ còn hai chậu như thế này thôi và em cũng xả hàng nhé. Damari thì nó sẽ có hai màu, cái cánh của nó đều là màu trắng, thế tuy nhiên nó sẽ có hai màu lưỡi, có thể là lưỡi màu cam, có thể là lưỡi màu đỏ các anh chị nhé. Đỏ cam ấy ạ, đỏ đậm ạ. Đấy, giá cũ của em là 200.000, hôm nay em xả hàng 150.000 đồng một chậu Damari và lấy hai chậu em bao ship. Em còn hai cái chậu, hai cái chậu này là hạc vĩ thiên cung lữ bố, hoa cũng nở vào dịp Tết mùa xuân, hiện tại nó đã thắt ngọn và xuống lá gần hết rồi các anh chị ơi. Giờ các anh chị lấy về là các anh chị chỉ việc tưới nước, chăm sóc hàng ngày và chờ hoa thôi. Em bán xả hàng hai chậu này là 200.000 đồng bao ship. Các cái chậu kiếm thì em sẽ có kiếm bicolor 80.000 đồng một chậu, lấy hai chậu mới bao ship nhé. Có hai chậu kiếm thái thì là 120 một chậu, lấy hai chậu bao ship anh chị nhé. Đây hai chậu kiếm thái đây này. Đấy. Kiếm tiên vũ hàng rừng thuần thì cũng có một cái chậu này. Một cái chậu này thì cũng 120.000 đồng một chậu. Có một cái chậu sai đại này thì là 180.000 đồng các anh chị nhé. Sai đại có nghĩa là cây nó to hơn và bản lá nó cũng to hơn. Một số những cái dòng phân thuốc cho lan rồi vật tư hoa lan thì em vẫn có một ít, thì các anh chị lấy cái gì em sẽ báo cho các anh chị nhé. Em xin kết thúc video tại đây và em chào các anh chị.